Chúng ta có tất cả 15 câu hỏi, trong đó có 3 mốc quan trọng là 5, 10 và 15. Bạn sẽ có 3 quyền trợ giúp, đó là 50-50. Gọi điện thoại cho người thân, hỏi đồng hành với bạn. Và kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Thưa quý vị, người chơi của chúng tôi đã sẵn sàng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên: mướp đắng còn có tên gọi khác là gì? Khổ thân, khổ qua, khổ hạnh hay là khổ tâm? Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Hồ Tơ Nưng, biển Hồ, là hồ nước ngọt nằm ở khu vực nào? Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ hay là Đông Nam Bộ? Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Câu lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng mô tả loài hoa gì? Hoa cau, hoa sen, hoa phượng hay là hoa gạo? Người đồng hành với bạn, trợ giúp cho người chơi của chúng tôi, xin mời bạn. Tôi xin trợ giúp câu hỏi này là đáp án B. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Câu hỏi số 4. Hoa gì nở hướng mặt trời, sắc vàng rực rỡ thắm tươi vườn nhà? Hoa dã quỳ, hoa cúc vàng, hoa mai hay là hoa hướng dương? Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Câu hỏi số 5. Đâu không phải là một loại vitamin cung cấp cho cơ thể? Vitamin A, vitamin D, vitamin E hay là vitamin Z? Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Câu số 5, phần thưởng của bạn bây giờ đang là 2 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 6, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 3 triệu đồng. Và kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Bạn sẵn sàng đến với câu số 6 chưa? Xin mời câu hỏi số 6. Vùng đất nào còn được gọi là xứ Cảng Thơm? Manila, Busan, Yokohama hay là Hồng Kông? Phương án D là đáp án cuối cùng của bạn. Và đây là một đáp án chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Hồng Kông, theo phát âm tiếng Quảng Đông có nghĩa là hương cảng, cảng thơm. Hồng Kông từng là thứ cảng chính để vận chuyển trầm hương, dầu và nhựa từ Quảng Đông đến các tỉnh phía Bắc Trung Quốc. Chắc là vì vận chuyển toàn trầm hương với lại dầu với nhựa các thứ, thì toàn là những thứ có hương liệu, có mùi, thì nên là chắc là nó có tên là cảng thơm là vì thế. Cũng may là nó chở cái các thứ có mùi thơm, chứ mùi khác để tên là cảng khác thì cũng hơi mệt. Xin mời câu hỏi số 7. Căn cước công dân gắn chip điện tử hiện nay không tích hợp thông tin gì? Đăng ký kết hôn, đăng ký xe, mã số thuế cá nhân hay là bảo hiểm y tế? Hỏi ý kiến nhà thông thái. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng các nhà thông thái ạ. Phương án A. Em xin
xin được trợ giúp cho câu hỏi này là đáp án A. Phương án A. Phương án trả lời chính xác của câu này sẽ có số ít phút nữa. Bắn cá ăn su, trò chơi không thể bỏ qua tại VK88. Đại náo thủy cung thưởng 125k. Thưởng tân thủ tới. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Bạn đã lựa chọn phương án A. Và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Nhưng mà nghe nói có cái chip là tích hợp được rất nhiều thứ. Ngoài tích hợp thông tin bảo hiểm xã hội, hộ chiếu, bằng lái xe thì căn cước công dân gắn chip điện tử còn được tích hợp thêm các tiện ích như là giấy tờ đi lại quốc tế, mã hàng không dân dụng quốc tế, vân vân. Có rất nhiều thứ. Nói chung một cái chip thì nó chứa được thoải mái các loại thông tin, kiểm chứng được luôn. Nhưng đúng là đăng ký kết hôn thì không có. Xin mời câu hỏi số 8. Chiếc lá cuối cùng trong nhan đề truyện ngắn cùng tên của nhà văn O. Henry là lá của loài cây nào? Thường xuân, tử đằng, sử quân tử hay là ti gôn? Xin mời bạn. Bạn đã lựa chọn phương án A. Và đây là một đáp án. À, xin chúc mừng bạn, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 9. Mosquirix là loại vaccine đầu tiên được WHO phê duyệt để phòng căn bệnh nào? Sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản hay là bệnh do virus Zika? Gọi điện thoại cho người thân. Rồi, chúng ta đang có tín hiệu. Cháu chắc chắn câu trả lời là đáp án A. A. Và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Đây là những bệnh mà do muỗi gây ra. Vaccine do hãng GSK của Anh phát triển, tên bắt nguồn từ tiếng Anh mosquito, con muỗi, và do muỗi Anopheles là trung gian lây truyền sốt rét. Mỗi liều có 4 mũi, tiêm 2 năm đầu đời của trẻ. Xin mời câu hỏi số 10. Trong bóng đá, thuật ngữ poker dùng để nói về việc một cầu thủ ghi được bao nhiêu bàn thắng trong cùng một trận đấu. 2 3 4 hay là 5? Phương án C. Riêng với câu này thì câu trả lời. Xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Cú đúp, 3 bàn là hat-trick và 4 bàn thì như chúng ta vừa tìm ra đó là poker, và 5 bàn thì gọi là re-poker. Đây là các fan gọi như thế. Bạn đã vượt qua câu số 10. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 22 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 11, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 30 triệu đồng. Bạn sẵn sàng đến với câu 11 chưa? Lâu lắm tôi mới được ký xét. Và bạn đã vượt qua. Xin mời câu số 11.
Tổng thống nước nào đã dùng ChatGPT viết phần mở đầu bài phát biểu? Nga, Mỹ, Israel hay là Trung Quốc? Phương án C. Và đáp án đúng của câu này, và C là một phương án chính xác, thì chúc mừng bạn. Và tôi sẽ vui mừng gửi tặng bạn một tấm séc của bạn. Xin mời câu hỏi số 12. Vở kịch nào là tác phẩm đầu tay của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, sống mãi tuổi 17? Hồn chương 3, Ra hàng thịt, Nàng Sita hay là Tin ở Hoa hồng? À, và đây là một đáp án. Và phương án A là phương án chính xác, thì chúc mừng bạn. Vở kịch Sống mãi tuổi 17 là nói về anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng, và do Lưu Quang Vũ viết lại theo kịch bản của Vũ Duy Kỳ, được trao tặng huy chương vàng hội diễn sân khấu năm 1980, tức là còn trước cả thời gian tôi được sinh ra. Thời gian sáng tác các vở kịch còn lại của ông là Hồn chương 3 Ra hàng thịt là năm 81, Nàng Sita năm 82 và Tin ở Hoa hồng là năm 86. Vâng, đấy, đây là thêm thông tin cho bạn. Bạn muốn có một tấm séc của tôi và bạn đã hiện thực hóa được việc đấy. Xin mời câu hỏi số 13. Bộ phim thuộc thể loại nào của Việt Nam đã lọt top 15 đề cử Oscar 2023? Phim hoạt hình, phim tài liệu, phim ngắn hay là phim truyện? Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp vì hai phương án không chính xác ạ. Phương án C. Và đáp án đúng của câu này, đó là phương án B. Đó là bộ phim Những đứa trẻ trong xương, là bộ phim tài liệu của đạo diễn Hà Lệ Diễm, có nội dung xoay quanh tập tục bắt vợ của cộng đồng người Mông. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi. Có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì cả. Và xin thay mặt chương trình, tôi sẽ gửi tặng bạn tấm séc của bạn. Vâng. Bạn là một trong những người chơi rất xuất sắc của chương trình Ai Là Triệu Phú. Rất cảm ơn bạn vì đến tham dự chương trình và có một phần thi hết sức xuất sắc. Và đây là phần thưởng rất xứng đáng với bạn.